Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuli. Hôm nay mình sẽ làm clip trong chế độ hỏa lực 2.0 nha anh em. Chế độ này chắc là rất được nhiều anh em mong chờ ở đây. Thì hôm nay nó đã quay trở lại rồi. À đúng, hôm qua chứ nhở? Thì hôm nay mình mới có thời gian làm clip này. Để thế cái bom này, à quên, cái đường bay này nó không qua trường học. Kể ra mà qua trường học thì chắc chắn nó sẽ đông với cả nó có nhiều đồ hơn. Chứ ở đây nó ít người quá anh em ạ. Quanh quẩn hình như là có mỗi một team hay sao ấy. Bay nhà máy kìa, xong ai không? À đây, hình như có một team. Mấy thằng nó nhảy chỗ nhà xe nữa. Chế độ này thường là... Ui, đã có thằng nào nó ăn trộm được cái con trực thăng nó bay rồi kìa. Ê, có bazooka thì ngon. Chế độ này mình chỉ có bắn cái súng mình đang cầm này, với cả của bazooka thôi là thích nhất rồi. Ui, ui. Ui, ông này không chạy đâu ấy. Đâm vào nhau. Lên trên tủ. Nó đã bắn xong rồi. Đang định lên góp vui mà nhanh thế. Mày quá, có cái con trực thăng này đi ra nhà máy nó nhanh hơn. Bên kia là bắn nhau mà, ra tranh thủ mạng nào hai mạng đấy. Không có máu nhá, vẫn chưa có máu. Giờ mà tầm này nó bắn cho phọt cứt thì chắc là chẳng có máu bơm. Chỉ cần ăn nửa viên bazooka thôi mà máu yếu là mình chết to rồi. Ít nhất phải có một bình máu. Có thằng chạy ngay dưới mình này. À thằng bé, thằng bé chạy đây xong làm à. Thế thì có chó chết luôn. Chạy đâu. Mày chạy đi đâu? Ông trốn chui trốn lủi xong rồi ông bắt đầu ông chạy. Chạy là phải nhìn lại xem hướng bắn bazooka nó bay ra chỗ nào thì mình còn lé. Chứ còn chạy đi kiểu theo kiểu không cần biết ở phía sau có gì thì dễ ăn bazooka lắm, dễ dính chuẩn lắm anh em ạ. Ở trong cái chế độ này thì có hai cái loại trực thăng nhá. Một loại bé bé này này thì nó sẽ không có gắn súng trường ở trên máy bay đâu. Một loại nữa thì máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng chiến đấu ấy thì nó có nhưng mà nó lại không bay nhanh bằng cái con bé bé này đâu nha anh em ạ. Được cái nọ thì mất cái chai này. Mình thì nếu mà đi solo squad thì mình chỉ hay đi con này này, đi con này là ngon nhất này, bởi vì nó đi nhanh này. Đấy, với cả nếu mà có súng cũng chả có bắn được ấy, phải đổi chỗ thì mới bắn được, nên mình chỉ có đi con này là bay nhanh thôi, chủ yếu là bay nhanh là chính. Dạo gần đây thì có một số thằng ngu nó hay phốt mình, nó bảo là cái nút di chuyển đi xe của mình là đi phụ kiện. Mình cũng xem rồi nhưng mà mình kiểu là bơ thôi chứ còn chấp gì mấy thằng ngu ấy. Không hiểu rõ về game rồi còn đi phân tích chứ đúng rồi. Lại còn nhận vơ đi ban ạc của người khác. Vơ bà vơ bẩn. Vừa rồi lại có clip bắn shotgun cả 4 youtuber. Cái thằng thằng gì nó bóc phốt cho mình bắn cả lộc là tiếng vằn phím. Mẹ cái tiếng S12K to đùng đùng. Thế ông kêu nghe tiếng vằn phím. Ồ óc lợn. Nghe tiếng chuột với cả tiếng phím nghe rõ ngay. Đây không hiểu biết cái gì thì cũng phán như đúng rồi. Toàn nghe mấy thằng toàn nghe mấy cái tên vịt của mấy thằng đấu đầu ấy. Nó bảo cái này thì mới biết cái kia. Mà được cái cũng có nhiều anh em biết biết ngay đấy tiếng F12K giảm thanh. Nên thôi mình cũng kệ, tại vì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới mình. Cứ thằng nào mà sử dụng clip của mình để xuyên tạc đấy, nhằm gây hiểu nhầm cho người xem, nó mình đánh bản quyền hết cho nó bay luôn. Đã không có tí gì trình độ rồi lại còn kiểu muốn nổi tiếng ấy, muốn bú phê, muốn nổi tiếng. Vừa rồi mình có hay làm clip mà kiểu nhờ report mấy đứa hack ấy. Thế xong cũng nổi thế thành ra tranh, thế là mấy cái thằng anti xong nó vào nó tranh thủ cũng kiểu bú phêm luôn. Vừa rồi thì con Yến Dubai bị ban ấy, cũng là công của mọi người report này. Với cả mình cũng đã có liên hệ trực tiếp cả Vida Game ấy. Nhưng mà cái thằng ngu đấy nó mới bảo mình là gì nhờ. Cái người mà mình nhắn tin là người lạ không biết tên thì chắc gì mình đã nhắn tin thật với cả Vida Game. Thế lúc đấy mình nghe xong mình cũng chỉ buồn cười. Cũng không hiểu thằng này nó nghĩ cái gì nữa. Thế bây giờ mình hỏi mọi người nhá. Thế bây giờ mình không nhắn tin với cả Vinagame đấy mà lúc mà mình đăng lên mình lại nói là nhắn tin với cả Vinagame. Thế chẳng may mà người Vinagame vào bóc phốt hay nhào thì lúc đấy là mình không phải là xấu hổ mình chui xuống đất à? Mình nghĩ tao rảnh để tự tạo nick để nhắn tin với cả Vinagame à? Từ từ. Có người anh em ạ. Trời, nó đang chạy lên luôn. Cho mình chết này. Mình không có máu, từ phải gạt thằng này đã. Phải cẩn thận chứ không là mình ăn thêm một viên bazooka nữa là mình chết tươi đấy. Mặc dù là mình mất ít máu hơn so với cả địch khi mà bị dính cái viên đạn của mình ấy. Nhưng mà thôi cứ phải cẩn thận bởi vì mình có tí máu rồi. Hay quá, thằng này có phốt này. Được, mình vừa nghe tiếng chân này. Ui dồi ôi, tại sao đồng đội chết ở trên này mà không khe lên trên này đi. Cứ tư tưởng tới con boss làm gì. Quay trở lại với cả thằng bố phê của mình trên TikTok.
thấy nó cũng hay đăng bài bóc phốt streamer, nhưng mà từ hồi nó đăng mình chưa thấy thằng chưa thấy ông streamer nào bị ban cả anh em ạ. Chưa thấy ban vì nó report hay nhào cả. Thế mới tải. Đây mình không cần biết là những streamer khác hay nhào có hack hay không. Đây mình chỉ cần biết là nó report nhưng mà đếch thằng nào bị ban. Không hiểu rõ về game lại còn bảo mình chơi phụ kiện, lại còn bảo đợt mình đấu giải bên Trung Quốc ấy. Đấu giải giải Trung Quốc ấy, còn dùng phụ kiện. Là còn bảo gửi cho Tencent để yêu cầu xóa giải. Ui, nó nghĩ nó là tổng thống hay nó nghĩ nó là gì mà yêu cầu Tencent xóa giải. Thằng này tôi bị ảo TikTok ấy, kiểu hoang tưởng. Hỏi các streamer khác ấy, xem trước khi đấu giải ấy, có phải cài cái phần mềm chống gian lận không? Phải bật game qua cái phần mềm đấy nhá. Em mọi người có dùng gian lận hay dùng phụ kiện nhà đều bị phát hiện ra hết. Rồi, ta cho động tới mày là bởi vì mày không hack hay gì thôi, mày bóc phốt thì kệ mày. Đấy, nhưng mà mày sử dụng clip của tao là sao? Tao sẽ đánh bản quyền của mày. Đấy. Cứ người khác sử dụng clip của mình thì thoải mái chẳng sao cả. Nhưng vấn đề là cái thằng này hồi xưa nó gạ mình solo ấy. Nó nói rồi nó khịa các kiểu để cho mình solo với cả nó. Lúc đấy thanh niên hoang tưởng xong ra tiêu đề nó top 1 sniper thế giới. Mình thì mình bắn slip từ trước đến giờ cũng nhiều nhưng mà mình chưa bao giờ mà kiểu đặt tiêu đề mà tiếng Việt mà kiểu như thế cả. Ui ôi, có máy bay, có máy bay, có máy bay, từ từ vào đã. Chả biết mấy thằng. Thằng này dễ, bọn này nó độ lên trẻ lắm. Mình cho sẵn quả dead zone đây để cho ví dụ nó nhảy xuống máy bay ấy, nó đậu trên nó sẽ bị dead zone nổ chết. Nhưng mà thằng này có vẻ khôn ấy, còn máy bay đi luôn rồi anh em ạ. Một thằng vô danh tiểu tốt thì mọi người có nghĩ là mình là tự nhiên đi đi solo với cả một thằng vô danh tiểu tốt là một này, với cả một thằng tự cao tự đại như thế là hai này. Cháu giờ mình đi solo, mình thì trình bắn thì mình không giỏi nhưng mà mấy cái thằng kiểu bú phê như thế mình kiểu khinh, không hơi đâu mà tự nhiên đi bỏ thời gian phí phạm cho một thằng vô danh tiểu tốt ảo tưởng sức mạnh. Những cái thằng đấy thì mình thường thấy nhiều ở trên TikTok rồi, thấy nhiều trên mạng xã hội, thường là mình chỉ có chặn thôi. Còn ví dụ là nó mà sử dụng clip của mình để xuyên tạc cái nhà mình sẽ đánh bản quyền hết. Mình chỉ nhắc nhở là nếu mà bóc phốt mình ý, thì nên tìm hiểu kỹ về game. Mà thôi, chạy đã chạy đã. Mẹ, thằng kia nó độ máy bay ngay chỗ bờ đồng xong rồi nó dùng cái gọi máy bay không người lái ra để hạ mình kìa. Tao cũng có máy bay không người lái này. Chơi với tao không? Ồ, máy bay góc kia chắc chỉ còn là mấy gốc cây thôi các bạn. Mày này, máy bay của mày mà to á. Nổ chết luôn. Thôi mình cứ spam mấy gốc cây gần gần kiểm tra. Ui rồi ôi. Nghe núp núp ở đấy kìa. Cho mày chết. Canh canh thao cho em canh ơi. Nghe đi xe thì chết rồi, cầm gần canh khẩu. Phí thế. Lúc nãy mình mà cầm cái khẩu bazooka 4 lòng này thì mày chết. Khẩu này mạnh lắm anh em ạ. Xe nào mà dính 4, một phát 4 viên là coi như là chỉ có nổ thôi. Bắn đơn thì phải hai viên mới chết. À, bay gần đây tí xem nào. Mình không muốn tốn đạn, nếu mà mình nhiều đạn là mình chơi ngay đấy. Ui, nào đi. Từ 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 từ. Rồi, tao bừa mò xong rồi, mày chết với tao. Mày. Ê, cày cú thế nhở. Mấy cái thằng ở phần lớp đầu tiên ấy nó bò ra một chỗ phía tảng đá này, cố gạt chẳng biết gạt được, cần khó quá thì vì nó rung mà giật giật nó không tâm, không đứng im hẳn, mình phải kê mãi nó mới đứng im được ấy, mặc dù nó không dùng video. Đợt trước mình có ra clip sâu tay ấy, lâu lắm rồi ấy. Đợt đấy thấy mọi người bảo mình chưa phụ kiện thấy cũng nói nhiều quá nên mình cũng làm rồi, làm rồi thì chả thấy mọi người nói gì nữa. Đợt đấy thì mình có làm clip cái nút di chuyển của mình để mờ hết mà mờ 100% luôn đấy, để mờ như thế và mình vẫn solo cam vẫn di chuyển bình thường mà chúng nó bảo cứ để mờ là dùng phụ kiện. Có mấy thằng ngu rồi bảo là khi mình đăng clip ý, thì không thấy dùng kido mà khi lúc mà solo cam thì lại thấy dùng. Cái lúc mà mình solo cam lúc đấy mình mới mua con iPad 2018 12 inch, mình cứ bật thử ở trên 2018 ý con đấy thì quên không tắt thôi. Mặc dù là quên không tắt nhưng mà mình cũng chả sử dụng đến cái bất cứ một cái gì liên quan đến kido cả, xoay màn hình hay là ghim tâm bằng kido không. Mình kê cái iPad vào cái bàn xong rồi mình xoay bằng tay, mình ghim tâm bằng tay nhá, chứ không dùng bất cứ một cái gì liên quan đến kido. Nhưng mà chúng nó cũng kiểu như chúng nó bị ngu học ấy, chúng nó không biết phân tích ấy. Mà kiểu không biết phân tích nhưng mà lại thích cái kiểu
soi mói cơ, thích kiểu bắt lỗi cơ. Chứ còn hồi xưa mình dùng Guido trên điện thoại mình dùng được hết. Guido thì mình dùng trên điện thoại, còn iPad thì mình không dùng nha. Có cài thử trên iPad rồi nhưng mà kiểu lặng lắm, mình không có dùng. Bảo mình giờ lại bảo mình sâu hăng cam bắn slip đi. Sâu thì đơn giản thôi, nhưng mà vấn đề là sâu không phải để phục vụ chúng nó. Khi nào mà nhiều khán giả yêu cầu thì mình sẽ sâu. Mình từ trước đến giờ mình cũng đã bảo với cả mọi người rồi, kể cả clip cũng thế thôi, mình lười làm lắm. Mệt nhất là khi giải thích với cả những cái thằng ngu mới. Ngu cũ thì không nói gì, với cả những thằng ngu mới hoặc là những cái thằng mà người xem mới nhưng mà nó ngu ấy, nó bảo bắt lỗi ghét. Và trong khi đấy những clip cũ các thứ thì không xem. Bọn nó cứ nghĩ mình cũng rảnh như bọn nó ấy. Rồi này kiểu khoe khoang, tao chơi game, tao còn kiếm được follow, tao đăng clip tao còn được follow, rồi mày làm được gì? Trời ơi, những người người ta chơi game người ta còn kiếm được tiền. Đây người ta còn trả nói. Đây ông được có vài nghìn follow ông cũng bắt đầu ông tinh tướng. Chả hiểu mấy bọn này nó nghĩ gì. Thế hệ bây giờ sao nó ảo tưởng thế nhỉ? Mà mình nghe nói thằng đấy là thằng sinh năm 2K4, tên Facebook là Hưng Bốn Lá, nhìn mặt trông như cái ấy. Mà tôi không sao, giải quyết cái bọn này anh em ạ. Mày dừng đi. Trời ơi, mình tưởng nó đứng im cơ. Biết thế căn nó xa xa một tí. Mà nó bay tới là chỉ có việc bắn thôi. Ô, có bọn nhảy xuống rồi đấy. Đây, trưởng nó đã nhảy xuống hết từ bao giờ. Bắn hết anh em ạ. Mình bắn cái thằng ở trên yếu lắm rồi đấy. Rồi xong, nó một. Trên máy bay không. Ở trên máy bay thì không ngờ. Chạy xuống làm gì? Đã chạy xuống giữa đồng không mông quạnh nữa thì chạy làm sao thoát khỏi được bazooka? Không hiểu mà tôi nghe mình lấy gì nữa. Rồi, có tên chân bên trái luôn. Đấy, mình thấy cái gì đó. Mình thấy kia thằng nào mà cá đỏ dưới gốc cây ý. Mà bây giờ mất rồi thì chỉ có người thôi. Chỉ có người di chuyển thì mới mất được. Rồi, xong. Bị thằng cửa hó nào nó két mạng rồi. Thằng nào phía bên kia kìa. Mình không để ý, không phải là mình sợ mà kiểu mình khinh. Giờ một thằng vô danh kiểu tốt tự nhiên bỏ thời gian đi chấp vặt vào đó. Hơi mất thời gian anh em ạ. Kể ra kênh của nó có nhiều sub cơ, được triệu hay 2 triệu follow hay nhào thì mình bỏ thời gian ra nó đỡ bỏ. Cãi nhau chửi nhau đỡ bỏ. Tính mình ghét thì mình chỉ thắng thôi mà. Chả sợ bố con thằng nào mà. Nhưng mà trong trường hợp mình đúng rồi nhá, chứ còn mình sai thì mình phải nhận. Mấy thằng vô danh kiểu tốt thì thế cứ chặn cho nhanh. Trời ơi, nó đi ấy rồi, đi hồi sinh rồi. Còn làm sao chắc có bot đi. Đừng im này, bot 100% rồi. Mẹ nó ra chạy ở đấy rồi nhanh thế. Nó chạy ra chỗ chứ đừng đi sao ấy. Bắn 4 viên này không biết chúng không. Ui dồi ôi, banh xác luôn anh em ạ. Thế mà không chết cả hai à. Ok, chứng tỏ thằng kia cũng yếu. Tại vì hai thằng đấy nó ra cái chỗ xác cũ để nút đồ mà. Không chết anh em ạ. Toàn. Mà thôi. Clip này nó ngắn gọn như thế thôi cho anh em hiểu. Không sợ mấy cái thằng ít follow như thế đâu. Nhưng cái thằng hùa theo nó toàn anti fan mình mà. Mà ai chả có người ghét người yêu. Quen rồi. Giờ cứ chặn cho nhanh. Anh em mua thì qua shop của mình là tonysama.vn nhá. Mua hay bán lạc cứ qua shop của mình ấy.